Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia vừa bắt giữ hai phụ nữ vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn kíp nổ và dây cháy chậm trái phép. Đối tượng Nguyễn Thị Thêu, 42 tuổi, bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép 40 cuộn dây cháy chậm phục vụ cho hoạt động nổ mìn công nghiệp. Mỗi cuộn có trọng lượng 1,3 kg với tổng chiều dài khoảng 2.000 m dây cháy chậm. Qua điều tra mở rộng vụ án, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Trần Thị Quy, 55 tuổi, là người thân của đối tượng Nguyễn Thị Thêu, làm việc với công an. Đối tượng Quy nộp 6 thùng chứa 60.000 kíp nổ công nghiệp đã được tàng trữ trái phép. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.